Đấng Thiên Sai. Suốt thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã nói với dân Ngài qua các môn sứ, là những người được chính Ngài chọn giữa dân. Sách Đệ Nhị Luật đã ghi lại lời ông Mô-xê nói với dân: từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, Đức Chúa, Thiên Chúa sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh em. Anh em hãy nghe vị ấy. Và lời của Thiên Chúa nói với Mô-xê về sứ vụ của ngôn sứ: ta sẽ đặt những lời của ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì ta truyền cho người ấy. Như thế, ngôn sứ là người thuộc về Thiên Chúa vì được Thiên Chúa chọn, đồng thời thuộc về dân vì được chọn từ dân để phục vụ dân, khi chuyển đến dân lời Thiên Chúa muốn nói với họ. Vì thế, ngôn sứ là người đáng được yêu mến, kính trọng và lắng nghe, vì là phát ngôn viên của Thiên Chúa, trung gian giữa Thiên Chúa và con người, gần gũi con người và được Thiên Chúa bảo đảm phù giúp, với điều kiện ngôn sứ ấy phải trung tín và trung thực với lời Ngài, không làm sai lệch lời Ngài như chính Ngài đã căn dặn. Kẻ nào không nghe những lời của ta, những lời người ấy nói nhân danh ta, thì chính ta sẽ hạch tội nó. Nhưng ngôn sứ nào cả gan nhân danh ta mà nói lời ta đã không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì ngôn sứ đó phải chết. Lịch sử cứu độ đã minh chứng sự trung thành và dũng cảm của các ngôn sứ khi các vị sẵn sàng chịu chết, chịu mọi nhục hình vì nói lời Thiên Chúa. Như Gioan Tiền Hô, vị ngôn sứ gạch nối giữa Cựu Ước và Tân Ước, đã bị vua Ê-rô-đê chém đầu vì nói sự thật khi ngăn cản vua cưới bà Ê-rô-đi-a, vợ ông Philippe, anh trai mình. Tin mừng Chúa Nhật hôm nay đưa chúng ta đi vào Tân Ước, thời đại của Đức Giê-xu, ngôi lời Thiên Chúa. Thời đại mà chính Thiên Chúa xuống thế gian ở giữa con người để nói với con người. Trong thời Tân Ước, chính Đức Giê-xu Thiên Chúa làm người nói với con người bằng ngôn ngữ của loài người, qua tiếng nói của con người, như vào những ngày đầu của sứ vụ loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Ngài đã vào hội đường ở Ca-phác-na-ôm và giảng dạy. Ở đây, Ngài đã làm thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Ngài, vì Ngài giảng dạy như một đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Ngài đã làm mọi người sửng sốt về nội dung giáo lý, vì Ngài đề nghị một giáo lý mới, một con đường mới, một giới luật mới là chính Ngài, chứ không như các kinh sư chỉ nhai đi nhai lại luật Mô-xê một cách giáo điều khô khan hay cứng cỏi quy chiếu vào những bổn cũ của người đi trước. Ngài đã làm toàn thể cử tọa hôm ấy ngạc nhiên ngưỡng mộ vì phong cách, thái độ và lối nói rất đáng kính và thuyết phục của Ngài. Như tin mừng Gioan đã viết: xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy. Điều này chứng tỏ Đức Giê-xu không giảng như các kinh sư, cũng không như ngôn sứ của Cựu Ước, nhưng trong cương vị ngôi hai Thiên Chúa, trong tư thế Thiên Chúa làm người, với sứ vụ của ngôi lời nhập thể nói với và cứu chuộc loài người. Sự thật Đức Giê-xu là ngôi lời của Thiên Chúa đang trực tiếp nói với mọi người trong hội đường, còn được xác nhận minh chứng qua sự kiện một người bị quỷ ô uế ám có mặt trong hội đường đã thình lình la lớn: ông Giê-xu Nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi. Ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Và Đức Giê-xu đã ra lệnh cho thần ô uế ra khỏi người này trước sự kinh ngạc của mọi người. Thực vậy, bài học chúng ta là những người đang sống trong thời đại của Chúa Thánh Thần có thể tìm thấy trong tin mừng Marco hôm nay, đó là đừng đóng chặt cửa lòng nữa, nhưng biết mở lòng ra để đón nhận tiếng Thiên Chúa nói với lòng mình qua giáo hội. Vì giáo hội là công trình hoạt động của Chúa Thánh Thần. Ngài ở với giáo hội, hướng dẫn giáo hội như Đức Giê-xu đã căn dặn các tông đồ trước khi lên đường chịu chết. Đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Với trách nhiệm gìn giữ bảo toàn kho tàng chân lý đức tin và sứ vụ loan báo tin mừng,
là kho báu nước trời ấy. Giáo hội tiếp nối sứ mệnh cứu độ của Đức Giêsu dưới sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần và là ngọn hải đăng cho chúng ta không mất hướng lạc đường. Sở dĩ chúng ta cần học bài học tin tưởng và lắng nghe giáo hội vì ở thời đại chúng ta hôm nay, người ta đang dồn hết lực lượng để tách Đức Giêsu ra khỏi giáo hội. Cách giáo hội lìa khỏi Đức Giêsu bị ma quỷ thế gian biết, bao lâu chúng ta còn gắn bó với giáo hội là thân thể mầu nhiệm, hiền thê yêu dấu của Đức Giêsu, bấy lâu kho tàng đức tin, chân lý Đức Giêsu và công trình cứu độ nhân loại của Thiên Chúa sẽ không bị suy giảm, rạn nứt. Lòng con ra với nước trời, mở lòng con ra với tin mừng yêu thương. Dâng dâng cuộc đời, dâng cả trái tim hồng, dâng trọn lòng tin mến. Dâng dâng cuộc đời, dâng trọn ước mơ hồng, dâng lòng con tin Chúa. Cho mọi người mở lòng con ra cho mến thương, mở lòng con ra với con người, mở lòng con ra với dương trần đau thương. Dâng dâng cuộc đời, dâng cả trái tim hồng, dâng trọn lòng tin. Cha mở lòng con ra với chân thành.